Xin chào anh em nhé. Hôm nay bạn Phép được chia sẻ cho anh em cách căn chỉnh vang cơ. Thì như anh em đã biết là trên thị trường có rất nhiều các loại vang cơ. Mục đích chính của cái vang cơ ấy, hoặc là vang số hay là vang số chỉnh cơ, thì nó là để trộn giữa tiếng nhạc và tiếng micro và hiệu ứng vang nhại, bao gồm có delay, repeat và có khoảng một số con có cả thiết bị hiệu ứng reverb, và từ con vang sau đó truyền tín hiệu xuống con đẩy và khuếch đại ra loa. Thì trên thị trường cái vang cơ này, một số nơi anh em gọi kỹ thuật đó là cái bàn mixer trộn cũng đều được, mình hay gọi là vang cơ. Vang cơ tức là mình chỉnh bằng tất cả các cái phần này bằng tô vít, gọi là vang cơ. Thì hôm nay em mặn phép được chia sẻ cho các bác một số cái gọi là kỹ thuật mèo nhỏ để các bác căn chỉnh một con vang cơ làm sao để có thể làm chủ được một chiếc vang cơ. Thì bác một khi đã hiểu được một số những cái tính năng cơ bản của nó rồi thì các bác hoàn toàn có thể chỉnh được rất nhiều các loại vang khác trên thị trường. Ví dụ như con này chẳng hạn, đây ví dụ như con BS này thì nó cũng chỉ có ngừng đấy cái nút thôi, echo này đấy, bên này là echo nhá, đúng không, delay và repeat, reverb. Đây bát chung chép của echo này, bên tay phải này thì là bát chung chép của mic, bên này bát chung chép của nhạc và ba cái volume tổng của nhạc, của mic và của echo đó. Đây anh em nhìn xem này, con trên cùng này, này cũng là delay, repeat và bát chung chép. Bên này là phần bát chung chép dành cho micro và mic music là dành cho nhạc. Thì về nguyên tắc cơ bản của một chiếc vang cơ ấy, thì khi mà các bác muốn gì điều đầu tiên là các bác phải chỉnh được, phải hiểu được, đó chính là cái nguyên tắc số 1 hay là cái mẹo đầu tiên em muốn chia sẻ ở đây các bác. Đó là đây là ví dụ, đây là một con vang cơ mặc định khi mà nhà xuất đưa ra nó đã để mức độ là trung bình giữa tất cả các volume ở giữa rồi. Khi các bác muốn chỉnh hay ấy, thì điều đầu tiên bác phải hiểu được một điều, đó chính là gì, khi chúng ta hát karaoke cái phần nhạc này chúng ta phải vặn hết xuống này, sau đó chúng ta đưa lên dần dần, bác đưa phần nhạc này lên này, đưa phần music này lên, bao giờ cái phần nhạc nó cũng phải là đệm cho cái phần micro. Ví dụ micro là chúng ta để to và cái phần nhạc này chúng ta chỉ để đệm cho tiếng nhạc, tức là đừng có để nhạc to quá, to hơn cả mic thì lúc đấy thì hát chúng ta sẽ bị, có thể là nếu mà loa chúng ta tốt thì không sao, loa không tốt có thể bị vỡ tiếng. Và cái quan trọng là nó sẽ không được tôn được cái giọng mic chúng ta lên để chúng ta hát karaoke. Ví dụ người ta, các bác phải hiểu nhá, khi mà người ta hát karaoke bao giờ cái nhạc nó chỉ làm lèn cho chúng ta để hát thôi, và cái micro chúng ta là phải lớn hơn so với nhạc thì các bác hát karaoke mới được. Còn nhiều bác để nhạc to tướng này lên, mic thì để cũng để 50 thế này thì nhiều khi là sẽ nó bị nhạc to hơn mic thì hát chúng ta phải gào lên thì chúng ta mới được. Cái đầu tiên các bác phải hiểu đó chính là phần nhạc chúng ta phải để nhỏ vừa phải, đệm cho tiếng micro để chúng ta hát tôn cái tiếng lời chúng ta lên, chúng ta hát thì mới nhẹ được. Đấy, điều đầu tiên là như vậy. Cái thứ hai là cái chiết áp chỉnh echo này này. Echo này thì nó sẽ phụ thuộc vào, nếu như ta để mà thấp quá thì nó sẽ tiếng nó khô vì nó ít, cái đuôi echo nó ngắn chúng ta hát rất khó. Nếu chúng ta để dài quá thì nó cũng sẽ là bị nghe tiếng nó ngoằng ngoằng thì nó sẽ rất là khó hát. Thì ở đây chúng ta căn chỉnh làm sao cái tiếng echo nó vừa phải. Thông thường một con vang cơ ấy là thường nhà sản xuất mặc định đưa ra các bác là nó để 50 như này là đã đủ, gần như đủ hát rồi. Sau đó đấy, sau đây là cái nguyên tắc đầu tiên để các bác chia sẻ các bác, đó là chúng ta căn chỉnh cái phần âm lượng của mic, của nhạc làm sao cho nó hài hòa thì chúng ta hát karaoke mới được. Hôm nay em có lướt qua một chút trên YouTube thì có rất nhiều anh em chia sẻ cách căn chỉnh, nhưng mà nói tóm lại ngắn gọn chỉ trong vài cái mẹo nhỏ đơn giản để tránh làm mất thời gian anh em xem video thôi. Đầu tiên đó chính là căn chỉnh cái âm lượng của mic và nhạc cho làm sao cho nó hài hòa, đấy là nguyên tắc đầu tiên. Sau đó các bác mới nghĩ đến việc đó là phần echo của hiệu ứng echo của chiếc vang. Thì cái phần echo này nó sẽ có những cái chiết áp cơ bản như sau. Ví dụ đây là cái delay này, tiếng này là cái tiếng delay, là cái độ trễ của cái đuôi dài và ngắn ấy. Còn cái đây là cái phần repeat này, là cái tiếng lặp lại của tiếng alo của chúng ta. Đây là phần âm trầm cho hiệu ứng echo.
Đây là phần mic là dành ở cái chung của phần lời của Echo, và phần chép là độ sáng là âm cao của Echo. Riêng phần Echo này thì khi mà chúng ta hát karaoke, thông thường em sẽ chỉnh một cái phần repeat này của nó gần như là mặc định để ở giữa góc 50, để góc 12 giờ là để giữa. Còn cái phần delay này thì tùy thuộc theo cái độ nhạy của loa mà chúng ta có thể căn chỉnh cái độ vuốt của micro khi chúng ta hát karaoke. Thông thường em sẽ để ở góc 1 giờ nha. Nếu để dài để giữa 50 này thì nó chỉ là nó gần giống như cái tiếng thật chúng ta nhất, là độ chính xác của con vang này nó ở giữa, là độ chính xác cao nhất. Còn nếu bác nào muốn nó tiếng nó mượt thêm, nó tiếng nó bay và dẻo hơn một chút nữa thì bác có thể để góc 1 giờ cho em. Đấy. Góc 1 giờ như thế này thì cái tiếng đuôi nó sẽ lặp lại, nó trễ hơn một chút, chúng ta rất là dễ hát hơn. Đấy, bác cứ thử về làm mà xem. Thông thường em khuyên các bác là sẽ để góc 1 giờ như thế này. Sau đó phần tiếp theo ở đây các bác cần phải hiểu và cần phải nhớ lưu ý nào, đó là cái phần âm bát chung và chép của Echo. Phần bát chung chép của Echo này thì nó sẽ ra như thế nào? Cái phần bát này là cái phần độ tiếng rèn của tiếng âm bát, tức là tần số thấp của micro ấy. Chúng ta khi mà alo các bác sẽ biết là cái tiếng rèn của nó rất là to, và chúng ta phải thông thường là nếu để 50 ở giữa thì cái tiếng nó rất là bình thường. Nếu như bác muốn rèn hơn một tí nữa, bác để sang góc 1 giờ cho em như thế này. Tuy nhiên là cũng phụ thuộc vào các cái độ nhạy của loa và cái độ, tức là có những cái đôi loa thì tiếng rất là sáng, có những đôi loa thì tiếng rất là trầm, thì các bác làm sao căn chỉnh cho nó phù hợp với cái chất giọng của chúng ta. Bác cứ thử tăng giảm một chút ít đây, sau đó chúng ta alo thì các bác sẽ hiểu ngay vấn đề là nó sẽ tăng và giảm cái này nó có tác dụng như thế nào. Đấy, thông thường ấy, độ loa mà đối với những đôi loa mà có tiếng tức là độ nhạy cao, tiếng nó thiếu âm bát thì có thể tăng thêm phần bát lên góc 1 giờ, chứ đừng các bác đừng có tăng nhiều quá. Nếu các bác tăng nhiều quá như này thì tiếng nó lại thành vỡ tiếng và nó nghe tiếng rất là bì nhá, rất là bì tiếng. Nếu mà đôi loa độ nhạy cao, các bác có thể tăng chỉnh lên góc 1 giờ như thế này. Nếu mà đôi loa mà tiếng dày quá, các bác có thể giảm bớt đi hoặc là để ở giữa. Thông thường là chúng em gần như là cái này nó đang để mặc định nó ở giữa rồi. Còn đây là phần chung. Phần chung này nếu như các bác muốn lời của chúng ta rõ hơn ấy, thì chúng ta tăng lên một chút góc 1 giờ thôi, hoặc là giữ nguyên. Và có một cái điều nữa để mà các bác làm cái mẹo nhỏ thông thường ấy. Nếu bác hát karaoke thì bác sẽ để ý thấy có cái chép ở đây. Ở cuối câu hát bao giờ các bác muốn có một cái âm nó âm cao, nó vuốt nhẹ phần đuôi ấy, thì các bác lưu ý cho em một chút. Đây là chính là cái mẹo của cái phần echo này. Chính là cái phần mà để tạo ra cái echo nó hay nhất. Đó chính là cái phần chép này. Thông thường là các bác để giữa này, vì hoặc là bác có nhiều kênh anh em hướng dẫn là giảm bớt đi để cho nó tiếng nó đỡ sáng quá, thì hoặc là nó để cho đỡ ru rít ấy, thì các bác giảm bớt chép này đi. Nhưng cái chép này thì cũng giống như các âm khác thôi. Ví dụ đôi loa của các bác mà hát bằng loa full 30 ấy, thì các bác lên để lên sang góc 1 giờ như thế này, thì khi các bác hát karaoke ở cái đuôi cuối của cái câu hát các bác ấy, thì nghe sẽ có một cái tiếng vuốt rất là mượt, rất là cao, rất là sang chảnh luôn. Các bác thử mà làm xem. Còn đối với các cái loa mà độ nhạy cao quá hoặc là cái không gian nó hẹp quá, chúng ta không thể để nó sáng tiếng quá được. Vì nếu mà các bác để sáng quá, tiếng mic nó alo, tiếng hát nó sáng quá thì các bác rất dễ gây rú mic, thì các bác phải giảm bớt đi. Đó, giảm bớt phần chép. Riêng ba cái này thôi nó đã ảnh hưởng rất nhiều đến cái phần ảnh hưởng rất nhiều đến cái tiếng hát chúng ta trong cái bộ dàn rồi. Đó, chưa kể đến cái phần bát chung chép của micro và bát chung chép của nhạc. Đó, đấy là cái nguyên tắc thứ hai, đó là phần echo. Là em muốn chia sẻ với bác ở đây đó, phần echo nhá. Riêng phần thất echo này thì các bác cứ thử làm như em vừa hướng dẫn xong: delay để góc 1 giờ, repeat để góc 12 giờ, bát chung và chép nếu mà loa full thì các bác để góc 1 giờ như thế này. Tức là chỉnh thêm một chút thôi. Nếu như mà chúng ta cái loa độ nhạy cao thì các bác không lên tăng mà để giữ nguyên hoặc là giảm đi một tí cái phần loa, phần mic của echo này để 50. Đấy.
Và bass này có thể tăng giảm theo tùy ý theo loa và theo cả micro nữa. Đấy, đây là phần riêng phần eco này. Các bác hiểu được thì nó sẽ rất là nhàn và hát rất là hay trong cái việc điều chỉnh. Nhiều bác mua vang về không biết điều chỉnh, chê không hay. Đó, chúng ta phải biết làm chủ được cái thiết bị chúng ta mới có thể căn chỉnh được. Tiếp theo ở đây, để mà hát karaoke hay thì ở đây có phần mic tông. Cái mic tông này nó cũng giống như cái việc giống như bass trông chép của phần eco, thì nó cũng có thể điều chỉnh cho phần âm trầm bass, tiếng dày hay mỏng nó ở phần bass này. Phần mic này là phần lời, chính là cái lời ca của ta. Thường bác nó để các bác ít để ý cái phần mic này nhất, bởi vì là cái phần này gần như là các bác thường để lúc 50, hoặc là nhiều bác thì tăng. Nếu bác làm cái phần này mà bác tăng nhiều quá thì nó sẽ giọng rất là phô và ra loa tiếng rất là vỡ. Nếu mà giảm bớt đi thì lại thiếu lời. Thường bác để 50. Đấy, phần chép này là thế, chép này chúng ta để 50, hoặc là bát để 50 đi, tùy theo cái âm, tùy theo cái chất lượng loa và cái bộ mic chúng ta đang dùng, và cái không gian nữa. Có những không gian hẹp thì đương nhiên các bác nếu mà hát để chỉnh tiếng mic phần chép này nó sáng quá thì nó rất dễ gây rú mic. Đó, đấy là phần micro. Và cái phần cuối cùng em muốn chia sẻ với các bác đó là phần nhạc. Cái riêng cái phần nhạc này thì nó tùy thuộc theo sở thích của người nghe. Và cái khi mà chúng ta hát karaoke thì nó sẽ chỉnh khác, và cái lúc chúng ta nghe nhạc chúng ta chỉnh khác. Khi các bác nghe nhạc ấy thì thường là nếu bác muốn bass nhiều hơn thì bác có thể tăng phần bass này lên, cũng tùy thuộc theo loa. Liệu và phần đây là phần chép này, muốn chép đánh mạnh thì bác có thể tăng này lên. Đấy, hoặc là nếu bass mà mạnh quá rồi, nếu bác có hỗ trợ của loa sắc ở nhà rồi thì bác có thể giảm bớt cái phần bass ở trên loa full này đi, và tăng cái phần bass ở trên loa sub xuống để tạo ra cái tiếng ở trên loa full nó gọn tiếng hơn. Và khi mà chúng ta hát karaoke thì ta chỉnh nhạc như thế nào? Thông thường nếu mà phần chỉnh để chúng ta hát karaoke thì thường đó là nhạc beat, chỉ có âm sắc của nhạc cụ, thì nó có bass và các cái hệ thống phần nhạc cụ để tạo ra hiệu ứng nhạc ấy, thì nó thường các bác sẽ phải giảm phần loa phần chung này xuống nhá. Các bác giảm xuống khoảng độ góc 10 giờ. Có những cái vang ấy, có thể giảm xuống kịch này cũng được, hoặc là giảm xuống góc 9 giờ. Đấy. Thông thường em chỉnh thì em sẽ, nếu mà hát karaoke ấy, thì các bác phải chỉnh là giảm bớt phần chung này xuống một chút. Sau đó là chúng ta còn lại là phần bass và chép chúng ta giữ nguyên, hoặc là tăng giảm thêm một chút nữa để phù hợp với cái bản nhạc chúng ta đang hát. Thông thường là như vậy. Còn nếu chúng ta để mà nghe nhạc thì các bác chỉnh cái kiểu gì? Nghe nhạc thì bác cứ để phần chung ở giữa cho em, vì nó sẽ là đầy đủ cái lời của ca sĩ nó hát. Đấy, chúng ta để ở giữa, hoặc là nó giảm một chút thôi về góc 11 giờ để cho cái tiếng lời của ca sĩ nó mượt mà hơn một chút. Đấy là ba cái nguyên tắc cơ bản chúng ta khi mà ra căn chỉnh một chiếc vang cơ nha anh em nhé. Một chiếc vang cơ để làm sao mà hát hay thì nó chỉ có ngừng đấy nguyên tắc thôi. Một là điều chỉnh âm lượng cho phần nhạc vừa phải cho mic tone lên. Hai là điều chỉnh phần vang nhại bộ phích này như em hướng dẫn vừa rồi. Thứ ba nữa là mình điều chỉnh cái phần micro và phần nhạc. Phần nhạc này em vừa giới thiệu qua bác là phần để mà chúng điều chỉnh nghe nó khác, vào điều chỉnh để cho hát karaoke nó khác. Đó, bác chỉ cần nắm được ba cái yếu tố như thế là các bác hoàn toàn có thể chỉnh được một chiếc vang cơ hát hay. Còn như các bác giới thiệu ở trên các kênh khác ấy, nói rất là nhiều nhưng mà em cũng không hiểu lắm. Đây là những cái cơ bản nhất mà em rút ra được để các bác có thể làm chủ được một chiếc vang cơ. Các bác xem video, cảm thấy video hữu ích có thể cho em xin một like để ủng hộ kênh bên em. Bác nào chưa đăng ký kênh thì có thể đăng ký kênh bên em nhé. Bên em thì có rất nhiều vang cơ, cục đẩy, loa karaoke, loa karaoke đầu, bàn karaoke rất là nhiều. Bác nào có nhu cầu loại thể loại gì thì có thể để loại bình luận bên dưới, hoặc là nhu cầu phối ghép thì có thể alo trực tiếp sang bên em. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bác ở một cái video chia sẻ khác. Xin chào và hẹn gặp lại.